Đạo diễn Vệ Hàn Thao Huỳnh Dĩ Minh, giám chế Quách Hoa Lục Trường Hà Tiêu Sĩ Tân San San, biên kịch Tô Hiểu Uyên, Hứa Dĩ Tiên, Lưu Kế An. Với các diễn viên tham gia: Hầu Mộng Dao trong vai Hoa Mộc Lan, Quách Phẩm Siêu trong vai Đa Luân Ngãi Đông trong vai Tạ Khí, Trần Diêu An Liêm trong vai Hoa Hồ, Dương Lệ Thanh trong vai Giả Dân, Lưu Đức Khải trong vai Bát Bội Tâm, Dương Âu trong vai Phục Linh, Đới Xuân Vinh trong vai Đơ Nương, Lữ Lương Dĩ trong vai Kim Tầm Tử, Kỳ Tiêu Tiêu trong vai Xuân Trụ, Hàng Việt trong vai Tử Tô và một số diễn viên khác. Bộ phim Hoa Mộc Lan truyền kỳ, tập 17. Qua Nhi Cẩm không gặp khó khăn nào. Chúng tôi chỉ có một tâm nguyện, đó chính là hoàn thành tranh hòa thân. Mọi người hãy yên tâm. Tạ tướng quân, tuy là vẫn chưa có manh mối của hung thủ, nhưng mà tôi biết Ngũ Phong Cốc có người nhu nhiên. Chuyện này ta cũng đã đoán biết được trước. Chờ làm xong đám tang mẹ cô cũng đừng về Cẩm Tú Sơn Trang nữa. Tại sao vậy? Ý đồ của hung thủ rất rõ ràng, ai chủ trì thì giết người đó. Vậy thì cứ để hắn nhắm vào tôi. Qua Nhi Cẩm để vì tranh hòa thân mà đã bỏ ra quá nhiều rồi, bắt đầu từ việc nhuộm tơ, đã không ngừng phải hy sinh. Bây giờ mẹ cô cũng đã chết, cha cô chỉ còn lại một người con gái là cô. Tôi thực tình là không nhẫn tâm đẩy cô vào vị trí nguy hiểm như vậy. Tạ tướng quân, đúng là cha tôi chỉ có một đứa con là tôi, nhưng còn các thêu nữ của Cẩm Tú Sơn Trang thì sao? Họ cũng là con gái bảo bối của cha mẹ họ mà. Bình thường cô giết tị kỳ phong mang, kích kỳ nọa quy. Bây giờ địch tối mình sáng, không thể đề phòng được. Giả lại cô là thêu nữ ưu tú nhất ở đây. Tranh hòa thân thêu cho tới giờ, nó đã không còn là một bức tranh hòa thân nữa. Thứ nó đại diện là thiện ý, quyết tâm, dũng khí của người Ngụy quốc chúng ta. Thứ bọn chúng muốn hủy hoại cũng không chỉ là một bức tranh hòa thân, mà là lòng tin của người Ngụy quốc chúng ta. Bây giờ tôi không biết hung thủ là người nào, cũng không biết hắn sẽ dùng cách nào đối phó. Nhưng mà bất kể bọn chúng hung tàn đến đâu, cũng không thể làm chúng ta gục ngã. Bất kể hắn đáng sợ đến đâu, chúng ta cũng phải tiếp tục thiêu tranh hòa thân đến cùng. Vì vậy tôi không được sợ, càng không được tránh. Nhưng mà Hoa Nhi Cẩm đã trả giá quá nhiều vì tranh hòa thân rồi. Tôi thực tình không nhẫn tâm làm cô bị tổn hại. Tạ tướng quân, nếu như tôi rút lui, vậy thì mẹ tôi đã chết oan uổng, tôi nương cũng đã chết oan uổng, và còn kế hoạch của quán hoa viện chúng tôi cũng không thể nào được tiến hành nữa. Mộc Lan, cô đã có chuẩn bị cho kết quả xấu nhất. Ừ. Mộc Lan à, nếu như con gặp phải chuyện gì không vui cứ đến tìm bà. Tuy là bà tuổi đã cao, nhưng mà chỉ cần là chuyện của con, bà cũng sẽ điều lo hết. Bà Sau này nếu con gặp phải chuyện gì nhất định sẽ tìm bà. Bà bà. Hả? Có chuyện gì vậy? Tối qua Quỳnh đã đưa thuốc tới đó. Vết thương của Quỳnh ấy thế nào? Quỳnh ấy không có sao. Muội yên tâm đi. Mộc Lan, có phải muội rất hận mặt tướng hay không? Muội không có. Tại sao muội hận huynh ấy? Huynh nghe ai nói gì? Tự mặt tướng đã nói vậy. Tối hôm qua huynh ấy kéo huynh vào của Xuân Trụ, đã nói với huynh rất nhiều chuyện. Huynh ấy đã nói gì với huynh? Huynh ấy nói huynh ấy thích một cô nương, nhưng mà cổ rất là hận huynh ấy. Vì vậy huynh ấy rất đau khổ. Tuy huynh ấy không nói cho huynh biết người đó là ai, nhưng mà huynh biết chính là muội. Mộc Lan à, con người của mặt tướng rất tốt, thật đó. Huynh đừng nghe huynh ấy nói nhảm. Mặt tướng con người này huynh không biết đâu. Sau này huynh đừng qua lại với huynh ấy nữa, càng không được uống rượu với huynh ấy. Ồ, vậy tại sao tối hôm qua muội nhờ huynh mang thuốc cho huynh ấy chứ? Hả? Sau này chúng ta không được nhắc đến chuyện này nữa. Được rồi, mau về nhà đi. Bà còn đang chờ đó, nhanh lên. Được. Mộc Lan. Hai người đến rồi à? Phục Linh muốn đến thăm dì Dân, chị cùng muội ấy đến đây. Xuân Trụ và Phục Linh đến thăm mẹ nè. Dì Dân, Phục Linh đến thăm người đây. Sau khi mẹ con chết, con nhớ dì đã từng nói với con, sau này dì là mẹ của con. Nhưng mà bây giờ sao ngay cả dì cũng ra đi như vậy chứ? Mộc Lan, hai chúng ta đều không còn mẹ nữa. Đừng khóc nữa. Muội đã mất mẹ, nhưng mà còn Tị, còn có người tỷ tỷ này thương muội mà. Mộc Lan, tỷ cũng đừng quá đau lòng. Tỷ không sao. Tiểu Khiển cho muội Lan Phương bọn họ cũng đến đây, nhưng mà tỷ không cho họ đến. Dù có đến cũng không giúp được việc gì, chỉ bằng là yên tâm ở Cẩm Tú Sơn Trang theo thùa. Xuân Trụ tỷ, vất vả cho tỷ rồi. Sắp xếp như vậy thật tốt. Các tỷ muội nhờ tỷ truyền lời lại, mong muội tuyệt đối đừng nên quá đau lòng. Đa tạ mọi người. Mộc Lan, còn về chuyện tìm hung thủ giết người, tìm được manh mối nào chưa? Những chuyện khác thì muội không biết gì hết, nhưng muội biết rằng mục đích của bọn họ chính là muốn làm cho chúng ta sợ, muốn làm chúng ta không dám bước vào Cẩm Tú Sơn Trang, không dám lên lầu theo nữa. Bọn họ muốn tranh hòa thân gãy gánh giữa đường. Nhưng dù với bất cứ giá nào, tranh hòa thân này chúng ta nhất định phải theo tiếp. Bây giờ mẹ muội đã chết, việc chủ trì theo tranh hòa thân sẽ do muội gánh. Nếu như muội gặp phải bất trắc nào đó, Phục Linh, muội hãy gánh. Hãy tính luôn phần tỷ. Nếu Phục Linh gặp bất trắc, sẽ do Xuân Trụ tỷ gánh vác. Nếu như Xuân Trụ tỷ cũng gặp bất trắc, thì hãy để một trong số bất cứ người nào trong nhóm Tiểu Khiển gánh lấy. Bất kể cuối cùng còn lại ai, tranh hòa thân này nhất định phải được hoàn thành. Chúng ta đều đã hứa rồi đó. Đều đã hứa. Xuân Trụ tỷ. Tỷ. Chuyện gì? Không có gì. Mộc Lan, vậy chúng tôi về trước. Tỷ đừng quá đau lòng nữa. Yên tâm đi, tỷ không sao đâu. Mọi người về đi. Ừ. Đi đường cẩn thận. Chúng tôi đi nha. Điều đã hứa. Điều đã hứa. Tịnh tâm, tập trung, bắt đầu. Còn có tôi nữa. Một lần. Thức đầu của dì Dân vẫn chưa qua. Sao cô lại tới đây? Tôi không thể yên tâm về tranh hòa thân. Mộc Lan, vậy việc của dì Dân thì phải làm sao? Có cha tôi lo, còn có trụ tử, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Dì Dân trên trời có linh thiên, chắc sẽ không yên lòng đâu. Nếu làm trễ nải tranh hòa thân, mẹ muội ở trên trời linh thiên cũng sẽ không yên tâm. Từ ngày hôm nay, tranh hòa thân tiếp tục do tôi chủ trì. Tôi cũng không có gì để nói, chỉ có một quyết tâm. Đó chính là cho dù bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù có bao nhiêu người chết đi nữa, tranh hòa thân vẫn sẽ tiếp tục được theo. Giả lại nhất định phải thành công. Dạo này mọi người đều vất vả rồi. Thời gian trước đôi mắt của tôi bị thương, bây giờ mẹ tôi lại xảy ra chuyện. Mọi người đều rất quan tâm tôi. Hôm nay vì muốn cảm tạ mọi người, hãy để tôi ngâm tay cho từng người một. Tiểu Khiển, tuổi của muội là nhỏ nhất, nhưng hình mẫu mà muội vẽ lại không đơn giản chút nào. Mỗi một nét, mỗi một đường đều rất tỉ mỉ. Mộc Lan tỷ đa tạ muội, mong là muội vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ tỉ mỉ như vậy. Muội biết rồi, Mộc Lan tỷ. Chăm muội, mỗi lần nghe thấy tiếng muội đạp khung cửa dệt vải, bất kể tỷ có mệt vất vả thế nào, dường như trong phút chốc tỷ đều quên hết, cả người chợt thấy phấn chấn tỉnh táo hẳn. Muội đạp khung cửa rất có lực, rất có tiết tấu, phối hợp với tiếng con thoi qua lại giống như đang ca hát vậy. Có điều tay trái của muội vẫn còn thiếu chút sự nhanh nhạy, vì vậy giải mà muội dệt ra vẫn còn hơi thưa một chút. Nếu như muội muốn trở thành chức nữ ưu tú nhất thì phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Đa tạ Mộc Lan tỷ. Lan Phương, trước giờ muội theo Tơ Nương làm những việc vặt. Sau khi Tơ Nương mất, muội cũng đã dũng cảm đứng ra giúp đỡ. Lúc đó tỷ còn lo muội còn quá nhỏ tuổi, lo muội theo không kịp. Nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của muội, tỷ đã có thể hoàn toàn yên tâm. Bây giờ mẹ tỷ đã mất, tranh hòa thân càng cần muội hơn. Vì vậy muội hãy cố gắng hơn nữa. Tỷ tin là muội nhất định làm được. Phục Linh, nè, để tỷ ngâm tay cho muội. Phục Linh, tỷ biết là muội vẫn còn buồn và đau lòng. Bây giờ tỷ cũng như muội vậy, nhưng mà chúng ta không được mềm yếu. Người đã giết hại mẹ chúng ta, mục đích của họ chính là muốn chúng ta sợ hãi mà rút lui. Tuy là bây giờ chúng ta không biết bọn họ là ai, cũng không biết phải làm thế nào bắt được bọn họ, nhưng mà chỉ cần chúng ta có thể thành công hoàn thành tranh hòa thân, vậy là đã đánh bại bọn họ rồi. Mộc Lan, tỷ yên tâm, muội đã không còn là Phục Linh chỉ biết khóc lóc như trước đây nữa. Muội đã biết phải làm thế nào rồi. Xuân Trụ tỷ, Xuân Trụ tỷ, từ nhỏ muội đã gọi tỷ như vậy. Muội còn nhớ hồi nhỏ có một lần muội rất nghịch ngợm, sau đó mẹ muội phạt muội không được ăn cơm. Lúc đó tỷ đến nhà muội chơi, thấy muội chưa ăn cơm, đã cố tình chạy về nhà, mang đến một tô cơm rất ngon cho muội ăn. Mùi thơm của cơm đó cho đến giờ muội vẫn không thể nào quên được. Bây giờ muội rất hy vọng tranh hòa thân có thể được hoàn thành. Đến lúc đó hai chúng ta lại cùng nhau chia sẻ niềm vui. Vậy sao? Tỷ đã quên mất chuyện đó rồi. Muội biết là theo tranh hòa thân vô cùng nguy hiểm, bên ngoài đều đang lan truyền ai chủ trì sẽ mất mạng. Nhưng bất kể con đường phía trước có chông gai đến đâu, cho dù là núi đao biển lửa, muội cũng sẽ kiên trì, tiếp tục kiên trì mà đi. Mộc Lan, nghe nói con tìm tao có việc rất quan trọng. Bác Gia Gia, người xem, đây là gì? Đây là vết chai có được khi luyện phi châm. Con coi nè, không phải bác Gia Gia cũng có sao? Chỉ có người đã luyện phi châm mới có vết chai như vậy sao? Chuyện đó đương nhiên, vết chai được hình thành ở chỗ này, chỉ có khi luyện phi châm mới có thôi. Vậy còn luyện những cái khác, ví dụ như kỹ nghệ thêu qua đặc thù khác, sẽ có vết chai như vậy không? Không thể nào. Ta chưa từng nghe nói có bất kỳ kỹ nghệ thêu qua nào lại có vết chai như vậy. Không có đâu. Mộc Lan, mẹ con và Tơ Nương đều chết vì phi châm. Nếu như chúng ta đi loại trừ tất cả người trên tay không có vết chai như thế này, vậy là có thể chứng minh được ai là hung thủ. Không cần tra đâu bác Gia Gia. Tại sao vậy? Trên tay của Xuân Trụ cũng có vết chai giống như vậy. Xuân Trụ? Người đâu? Mau đi mời Tạ Tướng Quân. Đã qua khúc đó nếu đã được theo xong, có lẽ Giả Dân bị giết sau khi đã rời khỏi lầu theo. Sau khi hung thủ đã giết Giả Dân, liền lấy chìa khóa trên người của Giả Dân, vác thi thể Giả Dân mang lên lầu theo, quăng xuống từ cửa sổ. Thể trọng của Giả Dân không phải nhẹ, ta nghĩ là tên hung thủ là người rất có sức mạnh. Tướng quân, Bát Bội Tâm lão tiên sinh đã phái người tới, nói là có việc quan trọng, cần phải lập tức gặp ngài. Đi mau. Dạ. Xem ra Xuân Trụ là người có hiểm nghi lớn nhất. Tăng Quả Cát. Có. Bây giờ ngươi lập tức về Cẩm Tú Sơn Trang truyền lệnh của ta. Trước khi ta về đó, bất cứ ai cũng không được ra vào lầu thiêu, đặc biệt là Xuân Trụ. Tuân lệnh. Hãy coi chừng thật chặt Xuân Trụ, không được để cổ rời khỏi Cẩm Tú Sơn Trang. Tuân lệnh. Tướng quân, tôi ở bên ngoài có phát hiện này. Tướng quân, mời xem. Lão tiên sinh, xem ra trong những lúc ông đang tập luyện phi châm, có người nhìn lén. Đã nhiều năm như vậy mà tôi không phát hiện ra. Lý Giang. Dạ. Ngươi lập tức đến Cẩm Tú Sơn Trang bắt Xuân Trụ về. Dạ. Ngô Khuê. Dạ. Lục soát phòng Xuân Trụ. Dạ. Bác Gia Gia, người cũng đừng quá đau lòng. Đứng lại. Các ngươi làm như vậy là sao? Tạ tướng quân có lệnh, hôm nay không ai được vào phòng theo. Tạ tướng quân còn lệnh các cô không được rời khỏi Cẩm Tú Sơn Trang. Xem ra Tạ tướng quân là muốn cho chúng tôi nghỉ ngơi nhiều hơn. Thôi được, vậy tôi về phòng trước đây. Tạ tướng quân quay về đây, làm phiền báo với tôi biết một tiếng. Điều đã hứa. Xuân Trụ tỷ, tỷ có chuyện gì? Không có chuyện gì. Cái này được tìm thấy trong phòng Xuân Trụ. Đây là tác phẩm tôi tham gia tuyển chọn thiêu nữ mà. Mũi chu tử này và mũi lưới là nét đặc thù qua nhi cảm chúng tôi mới có. Đúng vậy. Quả thật là tác phẩm của Mộc Lan. Vụ án mà chúng ta điều tra bấy lâu nay, người dùng qua Tân Di mua đồ hãm hại cô lại chính là Xuân Trụ. Xuân Trụ, để tôi xem. Ê, cái này huynh không thể xem. Tại sao không thể xem? Muốn xem thì lát nữa ra đó có thể xem. Lê y sư, Huynh đừng nóng lòng, Xuân Trụ tỷ có lẽ lát nữa phải ra ngoài thi cho nên có chút lo lắng. Các cô cũng dự thi vậy? Tại sao không thấy các cô lo lắng? Thật ra trong lòng tôi cũng rất lo lắng. Tiểu Tam Tử! Tiểu Tam Tử, Huynh làm cái gì vậy? Ướt hết đồ rồi nè. Đúng là tỷ ấy. Tại sao lại là Xuân Trụ? Tại sao tỷ ấy phải làm như vậy chứ? Chuyện này chỉ có thể bắt cô ta về trả lời. Tướng quân, Xuân Trụ không có Cẩm Tú Sơn Trang. Không phải kêu các ngươi trông chừng chặt sao? Tại hạ làm việc bất lực. Khởi bẩm tướng quân, có tiểu tử nhìn thấy Xuân Trụ vừa rồi đã tới lạc trần trang viên, nhưng mà bây giờ đã không còn ở đó. Lập tức điều tra, lục soát toàn thành tìm Xuân Trụ. Dạ. Tướng quân, có người phát hiện Xuân Trụ ở Thiên Tinh Đường. Ồ. Bác Gia Gia nói tay của muội thật ra không thích hợp làm thêu nữ. Ông ấy nói tay của muội quá lớn, ngón tay quá thô. Nếu không phải ban đầu muội đã quỳ suốt 3 ngày ở trước cửa, ông ấy cũng sẽ không nhận muội làm đồ đệ. Đáng tiếc, tuy là muội đã là môn hạ của Bát Bội Tâm, nhưng mà bản lĩnh của ông ấy muội vẫn không thể học hết được. Có nhiều thêu nữ hay không không quan trọng. Quan trọng nhất, làm tốt việc bản thân cô phải làm. Muội đã làm tốt tất cả những việc phải làm, có phải không? Còn thiếu một chút. Muội thật lòng rất muốn làm một thêu nữ. Mặc dù là tư chất của muội bình thường, mặc dù là muội không ưu tú chút nào, chỉ là một thêu nữ rất bình thường, có thể thấy được người mà mình yêu thương mỗi ngày làm việc kiếm tiền, chăm sóc chồng con, sống cuộc sống bình đạm suốt cả đời. Vậy thì muội đã mãn nguyện rồi. Có lẽ cô nên hiểu, số phận con người khi chúng ta vừa mới ra đời đã được định sẵn. Dù cho cô có muốn như thế nào cũng không thể thay đổi được. Có thật là không thể thay đổi không? Không thể. Muội không muốn có số phận như vậy. Ta hiểu chứ. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn. Muội không cam tâm, nhưng muội không thấy hối hận. Ta hiểu chứ. Lại sư! Lại sư à! Bên ngoài có rất nhiều người tới. Tạ tướng quân, các người muốn làm gì? Lại sư, Quỳnh ra ngoài đi. Họ đến là để tìm muội. Mộc Lan, Xuân Trụ tỷ, tới bây giờ muội vẫn không muốn tin. Tại sao lại là tỷ? Là tỷ hãm hại muội, là tỷ đã giết mẹ muội, còn giết tơ nương, là tỷ đã học lén phi châm của Bác Gia Gia. Muội muốn biết là tỷ làm như vậy thật ra là vì cái gì? Không vì cái gì hết. Tóm lại là tỷ đã giết Giả Dân, là tỷ đã giết tơ nương, là tỷ đã học lén phi châm, là tỷ đã đổi cái hộp của muội. Tóm lại tất cả đều do tỷ làm. Phi châm ở tiệm rầy sắt cũng là cô đã lấy cắp. Không sai, Bác Gia Gia luôn có người đi theo bên cạnh, nhưng duy chỉ khi đến tiệm rèn, ông ấy chỉ đi có một mình. Tại sao tôi không thấy tò mò về chuyện đó? Vì vậy ông ấy vừa mới đi ra, tôi đã đi theo đến tiệm rèn sắt. và lấy cắp Vi Trâm. Tại sao vậy? Tại sao tỷ phải làm như vậy? Xuân Trụ tỷ, tại sao tỷ phải làm ra những chuyện như vậy chứ? Số phận. Bởi vì số phận, từ khi vừa mới bắt đầu thì đã định sẵn kết quả, không thể thay đổi được. Số phận. Vậy số phận của mẹ muội, số phận của Tơ Nương thì sao? Bật đấy. Tạ tướng quân, không cần phải gấp. Chờ sau khi tôi ngâm tay xong lần cuối cùng, tôi sẽ đi. Xuân Trụ tự biết tội không thể tha. Trước khi chúng ta chạy đến đó, cô ta đã chuẩn bị thuốc độc, bỏ vào trong thau nước. Giao phó xong mọi việc thì đã tự sát. Đây là được dùng để luyện phi châm. Đúng như vậy. Chuyện này cũng là tỷ ấy làm sao? Phải. Còn có những nguyên liệu màu đen, đem so với những tấm hình đe dọa dán ở khắp các phố Ngũ Phụng Cốc, chắc là cùng một loại. Tại sao tỷ ấy phải làm như vậy chứ? Cái này có thể giải thích được. Tỷ ấy gì muốn làm thiên hạ đệ nhất thêu nữ, La Chiêu đã cho biết. Trước khi ngâm tay, Xuân Trụ rất hối tiếc nói với La Chiêu, Bát Bội Tâm nói tay cô ta không thích hợp là một thêu nữ. Còn cô ta cũng tự trách bản thân đã không học hết được tài nghệ của Bát Bội Tâm. Tỷ ấy giết Tơ Nương, giết mẹ của tôi, còn đôi mắt của tôi nữa, còn có những tấm hình đe dọa đó. Xuân Trụ làm những chuyện này, chẳng lẽ đều là gì hư danh thiên hạ đệ nhất thêu nữ? Từ những thứ mà chúng ta tìm được cho thấy, có lẽ là vậy. Xuân Trụ học lén phi châm chính là vì muốn học được hết tài nghệ của Bát Bội Tâm. Còn bản thân cô ta cũng biết tư chất của mình bình thường, để được trở thành thiên hạ đệ nhất thiêu nữ, đối thủ quá nhiều. Vì vậy đã dùng phương thức giết người, lần lượt trừ khử các đối thủ. Vì muốn che đậy bản thân, cô ta tạo ra không khí hoảng loạn ở Ngũ Phụng Cốc, để đem chuyện cô ta giết người để cho tranh hòa thân, di chuyển tầm nhìn của chúng ta. Tạ tướng quân, tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được ổn. Chỉ mong cái chết của Xuân Trụ làm Ngũ Phụng Cốc từ nay được thái bình. Nếu đổi lại là tỷ, nếu như tỷ đã thích một ai đó, huynh ấy kêu tỷ làm gì tỷ đều sẽ làm. Chỉ mong cùng huynh ấy răng long đầu bạc. Không đúng. Lý tưởng của Xuân Trụ không phải là thiên hạ đệ nhất thêu nữ. Tỷ ấy chỉ muốn cùng Lan Quân như ý của tỷ ấy răng long đầu bạc. Những sự việc này e là không đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà Xuân Trụ cũng đã chết rồi. Tuy là Xuân Trụ đã chết, nhưng tôi cảm thấy Ngũ Phụng Cốc sẽ không vì vậy mà được thái bình. Phục Linh, sao cô rảnh mà tới đây vậy? Hôm nay Cẩm Tú Sơn Trang dọn dẹp đồ đạc của Xuân Trụ để lại, cho nên được nghỉ nửa ngày. Ủa, ngày thường khi các cô ra ngoài đều có binh lính đi theo bảo vệ, sao hôm nay chỉ có mình cô? Hung thủ cũng đã chết rồi, không cần phải phiền phức như vậy nữa. Người cô nói là Xuân Trụ? Phải. Xuân Trụ trước khi chết đều đã khai ra hết. Mẹ muội và Tơ Nương đều là tỷ ấy giết. Người dùng qua Tân Di để đổi qua mẫu đơn của Mộc Lan cũng là tỷ ấy. Vậy cô nghĩ tại sao cô ta làm vậy? Là vì muốn làm thiên hạ đệ nhất thêu nữ. Nghe thủ hạ của Tạ tướng quân nói, nếu như Xuân Trù không bị vạch trần, người tiếp theo mà tỷ ấy muốn giết nhất định là Mộc Lan. Người kế tiếp nữa chính là muội. Vậy thì tỷ ấy là thiên hạ đệ nhất rồi. Vậy Xuân Trụ có đồng bọn không? Không có. Một mình tỷ ấy đã đáng sợ vậy rồi, nếu còn có đồng bọn, thật không dám nghĩ hậu quả sẽ thế nào. Tôi cho rằng không đơn giản vậy đâu. Phải rồi. Thuốc giải của Mộc Lan là huynh tìm phải không? Đúng vậy. Huynh thật tốt với tỷ ấy. Tôi cũng vì tranh hòa thân thôi. Là vậy à? Lần trước chiếc khăn tay muội đưa huynh còn giữ không? Khăn tay? Còn chứ. Cô muốn lấy lại không? Không. Muội chỉ hỏi vậy thôi. Huynh cứ giữ đi. Phục Linh tỷ! Phục Linh tỷ! Thì ra tỷ đang ở đây. Có chuyện gì vậy Tiểu Khiển? Tỷ mau đi xem bác Gia Gia đi. Cái gì? Muội phải về đây. Đi thôi. Sao vậy? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Tiên sinh, có chuyện gì? Tiên sinh hãy mau đứng lên. Tại sao lại làm vậy? Bác Bội Tâm cố tình đến đây, mong tướng quân hãy trị tội. Tiên sinh có tội gì chứ? Xuân Trụ là đệ tử của tôi, đã theo tôi nhiều năm, ngày đêm dạy dỗ, nhưng là trở thành phung thủ giết người. Là lão phu không biết dạy dỗ. Căn nguyên của mọi việc đều do Xuân Trụ không khống chế được tham niệm trong lòng, cuối cùng tạo ra kết quả như vậy. Chuyện này không liên quan tới tiên sinh. Tôi đây không còn mặt mũi nào, đối diện với Phục Linh và Mộc Lan đã không còn mẹ nữa. Bác Gia Gia, bác Gia Gia, bác Gia Gia, sao nữa ha? Bác Gia Gia, người làm gì vậy? Kêu Mộc Lan, Phục Linh, ta có lỗi với hai con, là ta đã liên lụy làm cho hai con phải mất mẹ. Tội của ta quá nặng. Bác Gia Gia, người làm như vậy là chúng con tổn thọ đó. Bác Gia Gia, những chuyện đó đều do Xuân Trù tỷ làm, không liên quan tới người. Nhưng Xuân Trù là đệ tử của ta, ta khó mà thoát tội. Lão tiên sinh nhận định bản thân có tội lơ là với Xuân Trù, kiên trì kêu ta bắt giam ông ấy. Tạ tướng quân, nếu bác Gia Gia có tội lơ là Xuân Trù, vậy thì tôi càng nặng tội hơn. Xin ông hãy bắt giam tôi chung luôn đi. Mộc Lan, con mau về đi, không liên quan tới con. Bác Gia Gia, Tạ tướng quân, tôi và Xuân Trụ cùng nhau lớn lên, là hảo tỷ muội suốt mười mấy năm. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, nhưng tôi không phát hiện tỷ ấy có tư tâm. Nếu nói lơ là, trước tiên là tôi lơ là. Từ lúc bắt đầu thế tranh hòa thân cho đến nay, tôi và Xuân Trụ ngày nào cũng gặp mặt. Tôi cũng không phát hiện tỷ ấy đang có giả tâm, cuối cùng tạo ra kết quả này, đã hại chết mẹ tôi và Tơ Nương. Như vậy tội của tôi càng nặng hơn. Xin Tạ tướng quân minh xét. Đừng ở đó nói bậy nữa, mau về Cẩm Tú Sơn Trang đi. Tranh hòa theo đơn chờ các con hoàn thành đó. Bác Gia Gia không đứng lên, con cũng không đứng lên. Con cũng không đứng lên. Lão tiên sinh, phải làm thế nào mới được đây? Các con làm vậy lão phu làm sao mà yên lòng được. Bác Gia Gia đứng lên đi. Lão tiên sinh, hãy vì Mộc Lan, vì Phục Linh, hãy vì tranh hòa thân, ông hãy đứng lên đi. Bác Gia Gia đứng lên đi. Bác Gia Gia đứng lên đi. Không phải huynh đã về Thảo Nguyên rồi sao? Sao lại trở về đây? Đúng vậy. Lẽ ra tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng Ngũ Phụng Cốc dạo này quá náo nhiệt, tôi không đành lòng bỏ đi. Huynh thích xem náo nhiệt như vậy nên đi tới nhà môn. Tới chỗ tôi làm gì? Nghe nói Xuân Trù Cuối cùng là chết ở chỗ này. Đúng vậy. Nhưng nhìn huynh có vẻ không thấy đau buồn chút nào. Sống có gì vui, chết có gì buồn. Huynh nghĩ sau khi Xuân Trụ chết đi, có phải là cho thấy tất cả mọi chuyện đã kết thúc? Chắc là điểm cuối của sự sống, cũng là khởi điểm của cái chết. Bắt đầu chính là kết thúc, kết thúc chính là bắt đầu. Tuy những gì huynh nói tôi nghe không hiểu, nhưng sự việc sẽ không kết thúc như vậy đâu. Ta anh minh một đời, đến già thì hồ đồ. Bác Gia Gia, người đừng đau lòng nữa. Bác Gia Gia, người đừng có nói như vậy nữa. Chuyện này không thể trách người. Phục Linh à, ta có lỗi với người mẹ đã mất của con và Mộc Lan. Ta chỉ mong có thể chết thay họ cho xong. Bác Gia Gia, người chết không thể sống lại được. Điều quan trọng là những người còn sống phải sống cho thật tốt. Người vừa đau lòng vừa buồn bã như vậy sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Mộc Lan nói rất đúng. Đều tại ta không trông chừng Xuân Trụ tử tế. Ta hối hận cả đời. Bác Gia Gia, Xuân Trụ là cố tình che giấu, cố ý lừa dối. Mọi người chúng ta đều bị tỷ ấy qua mặt. Đây không phải là lỗi của một mình người, là lỗi của tất cả mọi người. Được rồi, các con đừng khuyên ta nữa. Các con về hết đi, về đi. Bác Gia Gia, Xuân Trụ đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, đã làm rất nhiều người phải đau lòng buồn bã. Nếu người vẫn cứ đau lòng như vậy, vậy không phải làm cho người đang sống càng thấy đau lòng hơn sao? Tranh hòa thân hiện giờ đã đến lúc quan trọng mấu chốt nhất rồi. Lúc nào chúng con cũng sẽ gặp vấn đề, cần phải thỉnh giáo với người. Nếu người còn không phấn chấn lại tinh thần, chúng con có thể nhờ ai đây? Ta hiểu rồi, ta đã hiểu rồi. Bác Gia Gia, sau này con và Phục Linh đều là cháu gái của người, đều là đệ tử của người. Chúng con sẽ học nghệ cho thật giỏi, làm người cho thật tốt, trở thành niềm tự hào của người, dành vinh quang cho Lạc Thần Trang Viên. Phải đó bác Gia Gia. Tốt, tốt. Các con rất ngoan, là cháu ngoan của ta. Xin 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 của Chúa.